nhiều hơn hay là sao thì nó khác, tại vì cũng tùy theo. Ví dụ không rủ đi ăn, kêu đi ăn ở nhà, cả nhà đi ăn, nhưng mà chứ đâu phải không có, cũng có cái đó cũng có. Rồi chứ mình cũng mua đồ cho bà xã, bà mua cái điện thoại mới cho, ví dụ như cái, rồi mua cho bà cái đồng hồ nữa, cũng được, mua cái nữa, chứ không phải có, biết chứ không biết. Không lãng mạn là để nhiều khi lãng mạn quá là giống như những người họ muốn qua đường thôi. Thì nó mới có cái mà trường hợp mà lãng mạn mà coi như người phụ nữ họ thấy họ mê, nhưng mà mình cũng không phải làm chuyện lâu dài, chứ không phải mà quá mức lãng mạn, nhưng mà chuyện thì mình cũng phải biết. Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì vài tháng trước Uyên Quỳnh có giới thiệu tới quý vị khán giả đó một loại khẩu trang được sản xuất tại Mỹ, đó là do anh Cao Minh Tâm làm chủ. Thì chẳng may trong khâu kỹ thuật bị ghi sai số điện thoại, cho nên có rất là nhiều quý vị khán giả muốn mua khẩu trang nhưng mà liên lạc với anh ấy không được. Thì hôm nay Uyên Quỳnh sẽ làm lại video này và ghi chính xác số phone của anh ấy ở dưới màn hình. Nếu mà quý vị nào muốn mua thì vui lòng liên lạc cái website và số điện thoại ở dưới màn hình này. Và Uyên Quỳnh xin nhắc lại một chút xíu về ba loại khẩu trang được sản xuất tại Mỹ này. Đó là gồm ba loại khác nhau. Và loại thứ nhất đó là màu lu 3 lớp và một hộp là 50 cái. Và loại thứ hai đó là màu đen và một hộp cũng 50 chiếc. Dạ. Có sự thay đổi một chút, đó là màu xanh 3 lớp và màu đen 3 lớp thì có giá cùng với nhau, đó là 6 đồng cho hai loại khẩu trang này. Còn loại thứ ba đó là loại đặc biệt đó các bạn, 4 lớp và một hộp cũng là 50 cái, nhưng mà loại này thì là 7 đồng cho một hộp. Khẩu trang này Quý Quỳnh nghĩ là hiện tại bây giờ vẫn rất là cần thiết cho nhà nhà, và nhất là những anh chị em làm nail thì rất là cần thiết. Đây là Uyên Quỳnh có thể đeo chiếc khẩu trang này là 4 lớp đó các bạn, thì rất là thoải mái ha. Đây là loại khẩu trang được sản xuất tại Mỹ. Các bạn ở Mỹ thì sẽ được free shipping khi các bạn mua 20 hộp, trừ hai tiểu bang đó là Alaska và Hawaii thì không được free shipping. Loại khẩu trang này rất cần thiết cho nhà nhà hiện nay. Để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của một anh rất là siêng năng, giỏi giang. Công ăn việc làm rất là ổn định, nhưng mà trong đường hôn nhân có lẽ hai vợ chồng không còn hợp nhau nữa, và có lẽ tình duyên tới đó đã hết. Và đến nay anh ấy quyết định đi tìm một nửa yêu thương còn lại của mình. Nào mời cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ tâm sự của anh ấy nhé. Em rất vui chào đón anh đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Anh có thể cho em biết anh tên gì và anh chào cộng đồng ha. Không, nhưng mà có tên Mỹ nữa. Hả? Mà có tên Mỹ nữa. Dạ, anh tên tên gì? Hùng. Hùng, và tên Mỹ của anh là tên gì? Bruce. Dạ. Anh có thể chào khán giả. Dạ, xin chào khán giả, chào mọi người. Video của Quy Quỳnh. Dạ, anh có thể giới thiệu về mình ha. Tên Hùng, sinh năm 69. Sinh năm 69. Hiện đang ở Knoxville, Tennessee. Anh đã ở Texas hả? Knoxville, Tennessee. Tennessee. Bây giờ bên anh mấy giờ? 12 giờ mấy đó. 12 giờ, chắc 12 rưỡi rồi. Trước bên em tiếng ha. Anh có thể giới thiệu về mình không? Giới thiệu sao? Anh hiện đang làm công việc gì? Sửa xe hơi. Sửa xe hơi hả? Anh làm công việc đó được bao lâu rồi? Từ ngày qua Mỹ tới giờ. Anh qua Mỹ năm mấy? Năm 95. Qua lâu dữ ha. Anh làm công việc anh đại diện gì qua? Diện HO quá. Ông già
Rồi lúc anh qua đó là anh bao nhiêu tuổi? 25 tuổi. Lúc đó anh đã có gia đình chưa? Chưa, xong rồi mới trở về có gia đình. Sau này mới về Việt Nam cưới vợ. 3 năm sau trở về mới bảo lãnh qua sau này. Rồi. Sau mới bảo lãnh qua năm 2001. Rồi hai vợ chồng anh sống chung được bao lâu? 20 năm thời gian sống thì có ly thân 5-6 năm có, sau 7 năm thì có. Sống với nhau 20 năm là cũng khá lâu ha. Rồi thời gian ly thân rồi đến gần đây thì mới ly dị dứt khoát xong. Anh có được mấy người con? Hai người gái. Dạ, con anh lớn chưa? Đứa lớn học năm đại học thứ 2. Vậy là bây giờ anh sửa xe rất là giỏi phải không? Không có giá lớn phụ là giỏi nhưng mà làm được. Anh làm cho hãng của, cho tiệm của người Việt hay là người Mỹ? Đó là làm cho Mỹ không à? Ồ, tiếng Anh rất là giỏi đây. Làm và biết format không? Format hả? Format. Chỗ bán xe lớn nó có, nó nhiều lắm. Trên Mỹ là lớn lắm. Mấy cái chỗ nó bán xe, chỗ đó bán xe là coi như cái giá người ta để vô mua vậy chứ không có trả giá gì hết. Ồ vậy đó hả? Format chứ không biết hả? Linh format.com là sẽ thấy nhiều bán nhiều kho thôi. Là nó đâu phải là chỗ sản xuất xe phải không? Họ đi mua xe đấu giá về. Ồ. Xong rồi thì mình kiểm tra hư cái gì thì sửa. Là rồi. Anh làm trong đó. Xong rồi người ta mới đem lên ở đằng trước bán. Nó gọi đó ta là mấy chiếc xe đó nó chất lượng. Còn chiếc xe nào mà người ta nhiều tiền quá người ta không sửa, người ta thải ra bên ngoài một cái phần khác người ta bán đấu giá. Lấy cái điều lợi nhỏ họ mua về mấy cái chiếc đó họ bán lại. Là mấy chiếc cái điều lợi nhỏ là phải mua mấy đó là về sửa nhiều. Họ sửa nhiều hơn hoặc là họ để vậy họ bán mình không biết chuyện đó. Vậy đó. Còn là coi thì là ở đằng trước đó là bán xe chất lượng họ có bảo hành. Có đàng hoàng hết. Dạ. Làm gần 10 năm. Dạ. Rồi tới cái năm 2008 bị kinh tế nó xuống á. Dạ. Rồi người ta lay ốm, rồi nó ít lợi, nhưng mà mình không có bị lay ốm, mình vẫn làm. Dạ. Yeah. Thì công việc nó giảm lại nhiều lắm rồi, thì lúc đó ai cũng biết hết. Rồi sau thời gian cái 2-3 năm sau cái tình nghỉ thì mở cái tiệm ở nhà nhỏ nhỏ làm riêng á, đó khó tìm lắm. Đúng là cũng được ký hợp đồng chỗ cái mở thì chỉ có 5 năm thôi, mà có hợp đồng mà bỏ đóng cửa lại bán đồ. Là làm mình thí dụ mình mới ra thì người ta không biết mình nhiều không, ít khách. Khách. Dạ. Nhưng mà cũng không có đến nội tại tại vì mới ra mình chỉ có biết được 20-30 người vậy thôi. Quen biết đó giờ mấy người đó họ tự giới thiệu họ lại thôi, tại vì mình không có quảng, nó không quảng cáo, nó quảng cáo phí tiền quá, nó không có đem gì lại. Trời ơi, em thấy quảng cáo rất là lợi mà sao phí được anh. Em bên đây em coi là em mua em đi sửa xe hay đi gì là em toàn là lên báo em coi em kiếm không mà. Rất là tiện chứ sao anh, tại vì anh không quảng cáo đó. Tại vì làm có một mình đó cũng không có dám quảng cáo. Nói chung là vậy.
mà quảng cáo thì cũng tiền nhiều lắm. Thì lúc đầu cũng có quảng cáo, người ta cũng biết rồi. Rồi sau đó không có quảng cáo thêm nữa. Tại vì làm có một mình đó thì quảng cáo mà nếu mà người ta đem vô nhiều quá thì mình không có làm được. Nên làm khách hẹn đồ thôi á. Nhưng mà cũng khách cũng nhiều lắm. Người ta từ từ, người ta ở vòng vòng đó, người ta lại nhiều lắm. Khách Mỹ, Tàu, tụi học sinh du học ở bên Tàu á. Qua nó mua xe nó đi thì nó sẽ cũ mà. Thì nó đem lên sửa, tụi nó giới thiệu với nhau. Sau 5 năm anh bán cái shop sửa xe của anh đó thì có lỗ vốn không? Lỗ thì không có lỗ, nhưng mà mình lấy lại mấy cái tiền mua equipment đó. Bán equipment mình bán được hết. Tại vì đồ sau 5 năm đồ nó cũng sắp sửa hư rồi. Tiếp tục cũng mới. Nên mình nữa cũng tính nữa làm, nhưng mà sau 5 năm cái thời gian đó kinh tế nó lên trở lại đó. Xin đi làm việc, đi làm dễ hơn. Nhưng mà bây giờ thì xin vô và Firestone đó, biết không? Vô đó? Firestone. Là làm gì, công việc gì? Cũng sửa xe luôn? Dạ đó, mà Firestone đó. Là có mua xe cũ sửa lại xe mới không? Là nó sửa xe cho người ta, hãng là lớn mà, ở bển chắc có nhiều lắm. Anh em có thấy cái anh em. Tại vì em lúc em không có đi sửa xe lần nào hết nên em không có biết. Em cũng chưa có từng đi mua xe cũ nữa nên em đâu có biết. Service sơ đâu? Hả? Service sơ ở đâu? Service ở trong hãng nó có. Vô hãng thôi cơ. Dạ, em mua hãng chiếc lắc xịt mới đó, rồi em chạy tới giờ. Nó cứ gì là vô hãng của nó rồi xong rồi vậy thôi. Công nhận là chạy nó rất là bền. Cho nên đó em có chắc chưa tới thời kỳ hay sao á, không có đi sửa hoài. Thì nó hư mình không biết thôi. Dạ. Tầm đường hay gì chừng đó mới biết nó hư thôi chứ. Chắc tới lúc đó là kêu cái hãng nó kéo luôn chứ. Lát xịt nó cũng bền lắm, chạy dạ. Nó chạy người ta chạy tới 300-400 ngàn máu nó vẫn chạy à. Dạ. Nhưng mà tới chừng nó hư cái thì xe nào thì nó cũng phải hư, tại vì xài nó phải hư. Dạ, chạy lâu thì nó phải hư thôi, hư xong chắc là bỏ luôn á. Nhưng mà xe lắc xịt nó reliable hơn. Toyota reliable hơn. Cũ á. Còn như mấy cái khác thì, nhưng mà xe mới giờ xài chạy chừng 4-5 năm là nó bắt đầu nó sẽ hư từ từ, chứ nó không có lâu như xe cũ, xe hồi xưa nữa. Dạ, tại vì nếu mà để lâu hư quá nó lâu bán được xe phải không? Vậy nên nó phải hư sớm hơn. Nó phải hư sớm hơn rồi để cho kinh tế lên phải không? Nhưng mà cái đồ bây giờ nó làm dở hơn hồi xưa rất là nhiều, chất lượng nó không có cao như hồi xưa. Xe thì nó đặt điện tử vô nhiều quá. Thì mấy cái điện tử nó làm cho hư. Cũng vô máy móc rồi hộp số cũng vậy. Hộp số nó cũng làm bằng điện tử, nó ship bằng điện tử nhiều. Thì nếu mà mấy cái đó hư mà không sửa thì nó sẽ làm cho qua cái mấy cái mechanical, mấy cái trong máy móc đồ á. Cái này nó liên quan tới cái kia. Anh rồi lý do gì sao anh với bà xã chia tay? Thì cũng chắc cũng không có hợp, không có đi chung, không có cùng chung chí hướng. Anh thì có sở thích gì? Hả? Anh thì có sở thích gì và xã anh thì có sở thích như thế nào? Hả? Sở thích là sửa xe đó. Anh là sở thích sửa xe đó hả? Suốt ngày, một năm suốt tháng chỉ như đó thôi. Mấy ngày nghỉ thì cũng có lúc lãnh xe người ta về nhà sửa lại thêm. Ở nhà. Chứ đi chơi thì không có đi chơi. Không có bạn bè thì có, nhưng mà không có lợi như là tiệc tùng, không có tết. Có rất nhiều người nhưng mà không có tết tiệc tùng hay là rủ em đi đây đi kia lâu.
Tại vì có đi đâu á thì cũng có cái giới hạn là bao nhiêu tiếng đồng hồ thôi. Cao lắm là 2-3 tiếng chứ không có nhiều. Rồi mình phải đi về, có công chuyện nhà mình phải lo, nhiều cái chuyện khác, có nhiều chuyện khác mình cần phải làm. Rồi anh là người đàn ông của gia đình đó, cứ lo làm việc ở nhà thôi phải không? Đi làm về rồi lo việc công việc nhà, rồi đi làm vậy thôi. À, thì mười mấy 20 năm nay sống trong gia đình là vậy. Có khi nào chẳng dẫn vợ con đi chơi không? À, bà xã ba không thích đi chơi. Vậy đó hả? À, con thì có dẫn đi ăn nhà hàng rồi này nọ đó, là đúng. Đi đâu hết trơn á. Có qua mấy đứa em chơi, có dẫn mấy hai đứa nhỏ đi. Và được có mấy đứa em là ở bên Texas á, ở Houston á. Dạ. Có nó qua chơi tuần hai tuần gì đó. Mà giờ nó lớn rồi, nó tự nó điên mình rồi. Dạ, lớn rồi tự đi hết, đi hết muốn đi chung với cha mẹ rồi. Còn nhỏ là giờ đi chung, chứ lớn là hết chịu đi chung rồi. Bạn bè nó riêng, nó có công chuyện riêng của nó. Dạ. Chàng vô cái nó không có nói tự nhiên được. Anh vậy đúng không? Đây. Dạ, bà xã của anh đó nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi? À, bà cũng bằng tuổi. À, anh quen nhau hay người ta làm mai? Có quen, nhưng mà quen có lần rồi đi á, trước khi đi á. Dạ. Rồi khi cô ấy qua đây làm công việc gì anh? Chắc làm nail hả? À, bà làm nail, bà học giỏi lắm, nhưng mà qua đây bà không có làm ở Việt Nam nữa. Tại vì ở bển thì khác, bên đây qua đây công việc nó khác rồi. À, bà ham học lắm, bà cô giáo dạy cấp 2 á. Bà thi cử nhân đậu luôn á. Bà thông minh, bà giỏi. Bà cũng ham học lắm, nhiều qua đây bà muốn học mà bà không được. Dạ. Tại vì có con rồi. Có con mà phải lo cho gia đình nữa, đâu có thời gian đi học. À, tại vì lúc qua là cái năm trước, năm sau là sinh đứa đầu tiên rồi. Thì lúc đó mình cũng còn đang đi học ở trong trường, rồi mới vừa ra trường, rồi mới có công việc làm nữa, thì nó cũng không có ổn định nhiều á. Ở nhà con chăm sóc nó luôn. Rồi nó qua. Nhưng mà bây giờ bà thi đậu vô, bà thi được học đấy. Thì giống như là nursing home á. Rồi bà làm trong đó. Cái tầm đó, thời gian bà không thích làm leo. Cái hoàn cảnh nó vậy thì giống như phải chịu. Rồi là bây giờ bà xã anh đi làm ở trong nursing home rồi, hết làm nail rồi. Ừ. Anh rồi bây giờ nếu mà anh muốn tìm một người bạn cho anh muốn người như thế nào? Người đó như thế nào? Cũng không có cái gì, cũng phải là khó khăn gì, nhưng mà đừng không giữ được. Đừng không giữ. Anh có hung dữ không mà anh nói đừng hung dữ, người ta hiền quá anh ăn hiếp người ta sao? Mình nói thì cũng không ai tin, nhưng mà cái chuyện đó thì nói chuyện rồi sẽ biết với nhau thôi. Dạ. Bây giờ mình nói mình hung thì chắc cũng không ai tin đâu. Nó có thì chắc người ta dễ tin hơn. Anh nghĩ là con mà anh muốn làm quen á là độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Khoảng 50 trở xuống. 50 trở xuống. Rồi anh có hút thuốc uống rượu không? À, có, nhưng mà không có hút nhiều, không có uống nhiều. Cái gì cũng có, nhưng mà không có sử dụng. Cái gì cũng có hết, một cái một chút à? Chút, nhưng mà muốn bỏ thì bỏ, muốn làm thì làm. Không. Nhưng mà chứ không phải là phải có mới được, không phải như vậy. Uống thì uống ở nhà thôi chứ không có đi tới đâu hết trơn á, mình cũng không có thích tới chỗ đông người.
Anh là mẫu người đàn ông có gia đình đó, ít không thích giao tiếp ngoài xã hội, chỉ thích đi làm rồi về nhà thôi phải không? Giao tiếp ngoài xã hội mình có, nhưng mà cái là mình không có kiểu như lại gần gũi người ta là hoặc là tiệc tùng này kia, có tới như vậy là coi như người ta, nếu mà người ta tổ chức tiệc gì sự trẻ người ta chơi mình không có tới, còn người ta cần cái gì người ta gọi mình. Thí dụ người ta mời anh tới nhà rồi anh có không đi hả? Không có đi, nhưng mà có đi chắc cũng chuyện nổi tiếng tiếng trở về chứ không có đi lâu, không có ngồi lâu được. Mỗi người họ nói chuyện khác nhau, thường là người ta đi làm neo nhiều á, người ta nói chuyện mấy cái đó mình đâu có biết gì đâu mà Tôi nói về làm neo mình không không biết. Công việc của anh đó là ít có người làm, cho nên ít có người có bạn để nói về công việc của anh phải không? ít các bạn, ít người ảnh. Cái này thì có mình có chừng hai ba người sửa xe thôi, không có nhiều. Và hai ba người nói chuyện hợp với nhau thôi, Mà nói hai về bên công người việc. cũng từ đầu nơi ngã không ai không có liên hệ với nhau, hai ba người thôi nhiều lắm. Mình đi làm cho hãng bảy suốt thì cũng ít có gặp ai, cũng ít có nói chuyện với người Việt nhiều. Mặc dù xe anh ta hư, người ta kêu muốn sửa thì có thể tới sửa. Kêu thí dụ người ta xe hư, người ta kêu anh sửa thì anh chạy tới nhà người ta hay là sao? Thì mình cũng có thể mình tới mình coi coi nó bị hư cái gì. Tại vì xe người ta hư đâu có chạy được phải không? Mình phải tới chứ. Ta còn chạy được, người ta muốn làm gì thì mình có cái scale rồi cho họ. Nếu mà làm lâu á thì mình hẹn, còn ví dụ như chết máy làm cho nó chạy liền á thì mình coi mình làm cho nó chạy liền, cần phải mà mấy tiếng đồng hồ á để có đủ đồ nghề ở nhà lận làm á. Anh ở Việt Nam, quê anh ở đâu? Ở Việt Nam mình ở cũng nhiều chỗ lắm. Sanh á là sanh ở Sài Gòn, quê nội á thì ở Gò Công, miền Tây, từ Cái Lậy chạy dài xuống tới Cần Thơ, Châu Đốc luôn á, là quê nội mấy cậu mấy gì ở hướng đó. Mình cũng có ở Cần Thơ một thời gian. Đi về các bạn Cái Lậy, các bạn Cái Lậy mình ở giáp ranh phải không, hai cái huyện giáp ranh với nhau ở ngay chính giữa đó. Rồi thời gian sau rồi mới trở lên thành phố đi làm, mấy cái vùng Long An đồ, biết Long An, Đồng Tháp làm lúa rồi á lớn. Rồi anh lập thời gian nữa đó. Rồi anh coi video của em lâu chưa? Cũng 8-9 tháng rồi. Coi cũng khá nhiều ha. Giờ coi nếu mà mình học hỏi thêm, coi có cái gì mình cần phải làm. Nếu mà thời gian tới mà có thêm bất ngờ hay là gặp người nào thì mình coi có cái gì mình coi cái gì mình sai mình phải sửa. Vậy rồi anh có để ý được cô nào trên kênh của em không? Cũng có nhiều người lắm nhưng mà chưa, nhưng mà có người, nhưng mà để lát thách cho cái video number cho mình xem. Nói gì ngay bây giờ, tại vì mình sợ nhiều khi người ta cũng có người biết không. Anh rồi người phụ nữ của anh chọn sắp tới là ngoài hiền ra thì anh muốn cô ấy trầm tính ít nói hay là lanh lẹo hoạt bát? Cái đó không sao hết, tại sao cái tánh của người ta có hay là có hay không có, để mà đối xử với con người với nhau thì cái đó cần phải có. Rồi
rồi thì anh định đi thêm bước nữa như thế này, con của anh có ủng hộ anh không? Có nói nó nhưng mà mình không có nói ra là mình đi kiếm người nào, nhưng mà thì tụi con lớn rồi thì mình phải bà phải chuẩn bị để mà mai mốt tụi con đi ra ngoài, tụi con bà phải có chuẩn bị cho cái cuộc sống. Mình cũng biết mình phải lo ai, mình cũng mở đường cho tụi nó hết rồi. Đứa lớn thì anh đã lo cho nó rồi, nó chưa có ra trường nhưng mà đã chuẩn bị cho nó 4 năm đại học, cho nó chuẩn bị cho nó 4 năm rồi. Thì nếu mà nó muốn học thêm á, thì nó học thêm. Còn cái minimum là mình muốn nó phải 4 năm. Thì nó có đủ rồi, nó có đủ cái điều kiện cho nó 4 năm. Nói nó hoài, nó đi giờ nó đi qua bên Nhật cơ. Ồ, đi Nhật cơ hả? Nó đang học ở bển, nó mùa hè này nó trở về. Cũng gọi điện nó hoài. Dặn nó cái này dặn kia, sợ nó không biết á, còn nhỏ mà. Rồi con của anh hiện đang sống chung với anh hay là sống chung với vợ? Thì đi dị rồi thì hai đứa nó theo anh. Ồ, vậy đó hả? Cho nên anh là người đàn ông của gia đình không? Thường thường con theo mẹ hay mà sao lại con mà theo cha? Hai đứa nó muốn theo nó. Vậy đó hả? Lúc đầu thì đứa nhỏ thì đứa lớn nó còn học ở trường, nó chưa có về á. Rồi sau nó về cái nó gọi điện nó mua đồ qua xong, nhưng mà nó tính là mai mốt nó sẽ mướn cái chỗ để nó ở riêng á. Nó cũng có tính nó thì cũng như nói nãy với Quy Quỳnh là tụi nó lớn lên thì nó từ từ nó sẽ tự lập á. Thì mình nó muốn đi thì đi, nó muốn ở thì ở, nhưng mà để cho nó tự do cái quyền của nó. Nhưng mà mình khuyên nó hay là mình dặn nó cái này kia này thì nó ngoan, nó nghe lời, nó biết. Anh ơi, anh nấu ăn có ngon không? Chắc phải nấu ăn ngon rồi mới nấu ăn cho con được phải không? Nấu cũng vài cái món nó thích thôi. Chứ ngon thì chắc mình nấu chắc không ai ăn được đâu. Tại vì nấu ăn không có nêm nếm gì hết trơn á. Vậy đó hả? Chỉ có chút muối, chút. Như còn muốn ăn mà muốn vừa ăn thêm á thì có nước mắm hoặc là bỏ muối thêm, tùy theo mỗi người. Vậy đó. Hai đứa nó ăn vậy nó quen rồi. Anh cho ăn từ nhỏ lớn rồi nó quen không vậy chứ sao. Nấu được có mấy cái mình thấy nó cái nào nó thích ăn á thì ráng nấu kêu nó chỉ. Là đồng mấy con anh biết nấu ăn rồi. Thì nó biết rồi, nhỏ nó biết nấu ăn, nó tự nấu được rồi, nó tự làm được rồi. Nó nấu theo kiểu Mỹ mà. Chứ không theo kiểu của người già, người A Châu. Hai đứa nó không có nói tiếng Việt được. Nó nói được nhưng mà nó bắt chước nói theo á. Nghe mắc cười lắm. Đúng rồi, mấy đứa xanh ở đây nó nói chuyện dễ thương lắm. Tí dễ thương. Anh rồi hiện tại là anh ở nhà của mình ha, hay là anh thuê nhà ở? Mướn hả? Rồi thì nhà thì khi mà ly hôn á thì bà xã ba muốn giữ cái nhà, bà giành lấy cái nhà. Thì mình cũng nhường lại cho bà lấy. Rồi ký giấy tờ cho bà xong xuôi, chuyển tên cho bà xong xuôi hết. Thì cái đó được, bà được quyền sử dụng, bà muốn sử dụng như thế nào bà sử dụng, mình không có ý kiến nữa. Vâng, nhưng mà con không chịu. Lúc đó là con xử là đi theo mẹ đó, nhưng mà cuối cùng con không theo mẹ, theo ba. Cũng không ai xử hết trơn á. Vậy hả? Nó tự động, tại vì người ta nói nó trên 16 tuổi thì nó có quyền nó lựa chọn đi ai. Ồ, 16 tuổi thôi chứ không phải 18 tuổi hả? Hiện tại 18 tuổi là mình không có còn support nữa, nhưng mà đó là theo cái luật thôi. Còn mình vẫn support cho nó. Dạ, trách nhiệm của mình, nói trên giấy tờ thôi, nhưng mà trách nhiệm làm cha làm mẹ.
người ta nói vậy thôi. Chúng ta có theo người ta mà để mình làm cái gì. Giống như có những người nói trên 18 tuổi thì kick người ra ngoài khỏi nhà, không gì mình không có nói như vậy. Dạ, đúng rồi. Nói vậy là giống như là mình xa lánh nó thêm thôi. Thì nó muốn đi thì quyền của nó, muốn ở thì quyền của nó. Nhưng mà giờ thì mình mướn nhà ở tạm thì ở từ từ rồi tính sao. Nhưng mà có nhiều thứ sau khi đi vậy rồi thì nó còn nhiều thứ mình còn phải khắc phục nó nữa, chưa có ổn. Khi mà cha mẹ chia tay thì con cái nó là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thì chắc nhưng mà đứa lớn thì nó mạnh dạn lắm, nó cứng cáp lắm. Nó không có bị đứa nhỏ, và nó có thể nó bị ảnh hưởng. Nhưng mà nó sống ở đây thì nó đỡ, nó sống với mẹ nó. Mẹ đi làm nhiều quá hay là sao? Bị áp lực nhiều quá. Thì Quỳnh cũng biết có những người Việt Nam, cha mẹ Việt Nam thì họ cũng còn kiểu như dạy con theo cái cách ở bên Việt Nam á. Mình không biết dạy sao, ta dạy sao, nhưng mà cũng còn theo cái ý nghĩa bên đó, nó khác. Còn nếu tôi bên đây nó không có thích như vậy, nó sống bên đây. Chắc có lẽ là mẹ muốn cho con phải học nhiều. Dạ, thì giống mình cũng nói là tại sao cái đứa nếu mà nó học không vô, nó không có tiếp thu được thì nó không tiếp thu được thôi, mình không có ép nó nhiều quá. Nhưng mà nó cho học trường tư, lên high school học trường tư hết. Là mình cũng trả, làm như trả hai đứa nó, cho hai đứa nó. Cũng không có làm gì khác hơn. Có cha mẹ hy sinh cho con cái thì con cũng không cần sau này nó giúp mình cái gì. Nhưng mà chỉ nó biết, nó lo, nó tự nó sống riêng được rồi. Thì mình cũng mở đường cho nó rồi. Nó có cơ hội, cũng dặn nó đủ thứ, cũng nói nó đủ thứ. Tụi con có cơ hội, đã đi đã mở đường hết rồi. Thì cứ làm như vậy thôi thì sẽ ok, không có gì cả, không có gì đâu. Thì nhiều khi con nít nó lo, nó thấy này kia nọ đó. Mà mình nói cũng ráng chăn an đó, thì nó không có thiếu cái gì hết, không có cần phải lo gì hết. Cứ đi học mỗi ngày đều đều như vậy tới ngày tới tháng thì nó ok, không có gì hết, thì nó nghe lời biết nó chứ nó lớn nó cũng biết. Đến có nhận thức thì nó nhìn thấy nó hiểu rồi. Còn cái chuyện nó học được hay không học được cũng tùy theo cái đó, cũng do mỗi người thôi, chứ không ai ép nó được. Anh rồi, trong tình cảm vợ chồng á, anh có phải là người đàn ông lãng mạn trong tình cảm không? Trong tình yêu? Lãng mạn hay sao hay là không, nhưng mà thì mình có gia đình, mình có trách nhiệm, mình lo. Còn lãng mạn giống như là mấy người họ nói ngọt ngào lâu lâu ngày lễ, ngày Tết, ngày sinh nhật gì đó, phải nói chuyện ngọt ngào rồi phải có cái gì đó bất ngờ chút xíu dẫn vợ con đi ăn đồ. Có chứ. Mấy cái đó là cái mà nhiều hơn hay là sau thì nó khác, tại vì cũng tùy theo. Ví dụ có rủ đi ăn, kêu đi ăn ở nhà, cả nhà đi ăn, nhưng mà chứ đâu phải không có, cũng có cái đó cũng có. Rồi chứ mình cũng mua đồ cho bà xã, bà mua cái điện thoại mới cho, ví dụ như rồi mua cho bà cái đồng hồ nữa, còn lúc mua cái nữa, chứ không phải có, biết chứ không biết. Ô, lãng mạn là để nhiều khi lãng mạn quá là giống như những người họ muốn qua đường thôi.
thì nó mới có cái mà trường hợp mà lãng mạn mà coi như người phụ nữ họ thấy họ mê. Nhưng mà mình không có phải là chuyện lâu dài, chứ không phải mà quá mức lãng mạn, nhưng mà chuyện gì mình cũng phải biết. Dạ. Yeah. Dạ cái đó. Ý anh nói là anh là người đàn ông mà cần cái sự lãng mạn lâu dài, chứ không phải là lãng mạn cho quá rồi chỉ một ngày một bữa, phải không? Dạ. Dạ. Yeah. Yeah. Ok anh, em rất là vui nói chuyện với anh hôm nay nha. Em hy vọng sau video này sẽ tìm cho anh một nửa yêu thương. Anh có lời nào chào khán giả không? À, xin chào khán giả. Cảm ơn mọi người coi TV video của Huy Quỳnh. Nhưng mà mình muốn gửi cái này qua cho Huy Quỳnh đó thì... thét cho cái số điện thoại đó phải không? Dạ, thét cho cái number cái video nó qua cho em thôi rồi em nha. Vậy ha. Ví dụ như cái người đó mà họ không đồng ý, họ có trả lời lại không? Em sẽ cho anh số phone của người đó, anh liên lạc trực tiếp. Tiếp rồi. Vậy ha. Yeah. Ok, bye.